Alo anh em, hôm nay sáng không có cập nhật xe mà lo chiếc ẹt hai càng 2010 anh em ha. Máy chất quá anh em ơi, máy chất quá. Xe đẹp, giá 45 triệu em báo liền để mất công anh em đợi ha. Dòng này giờ được nhiều anh em thích lắm nha anh em. Nè, sơn bạc zin ha, ống kẻ rồi zin hết ha anh em. Giờ đó, máy móc này kia đồ thì anh em khỏi lo tới luôn. Nè, ốc chắn ba nè, xe này gãy ra cái chắn cổ của anh em dòm rất là đẹp. Chắn cổ là chưa có mở, chưa đóng luôn á anh em ha, chưa có thay chén cho gì hết luôn, còn riêng nguyên hết luôn. Nè, lốc sơn zin nè anh em, anh em xem ha. Xe này 2011 luôn nha mấy anh, 2011 luôn ha, để cuối cùng luôn ha. Quay 12 bắt đầu là nó lên lên xe lên 5 số rồi. Bình xăng này mấy cái này thì xe nào cũng phải có nha mấy anh, tại vì nó chịu lực của mình ngồi đè lên á, nó thì nó cắn nó ra, cái đó bình thường không có gì hết. Nè, ốc nhái này kia cũng chưa xuống chì đâu nữa, cũng còn vàng vàng nữa ha. Đặc biệt là cái máy hết biết ngon, cái sườn này đang thui luôn em ha. Nè, bên sườn này đó em thấy không, mua chi tiết để em tham khảo ha. Máy hết biết ngon. Đúng tiếng rồi nữa ha. À, để xem cái bô có bị lỗi không vậy nè. Cái dòng này hay bị lỗi cái bô lắm. Ồ, cái bô thẳng anh em ơi. Đây, bô đẹp lắm. Ha, không có bị lủng bị hàng gì chứ anh em ha. À, đích nè. À, dành cho anh em yêu thích cái màu trắng đen anh em ha. Xe này thì giấy hai màu, trắng và đen. Anh em giờ sơn gấp nè ha, gấp và đùi gà. Cái này em chưa đùi gà nha nè, nó giống đùi gà. Và lốc máy nè, hộp nè ha, mấy cái bộ body kit còn đủ ha. Body kit là cái miếng này dè nè, đặc thù của ngạt 10 là nó có thể có cái bộ body kit nè, trong nó mới đúng zin đó anh em ha. Nó làm gì đó nhiều anh em không thích là tháo ra hết trơn à, nó cũng không có liên quan gì hết trơn á. Nhưng mà em nghĩ là kỹ sư họ thiết kế cũng có cái nguyên nhân của họ như mấy anh, chứ không phải là để làm chơi chơi đâu đó. Nó cũng dặn như lấy gió lấy mát vậy đó. Anh em nào biết gì cái vụ này thì cho comment vô giải thích cho anh em hiểu, chứ không phải làm chơi đâu. Nó là ba miếng này, 1 2 3 này đó, mỗi bên 3 miếng, 45 triệu anh em ha. Mở sương mù rồi chơi. Càng đầy đủ ha. Máy ra anh em thấy không? Ru luôn á. Đời 2010 tính ra cũng hơn 10 năm rồi mà anh em nghe cái máy nổ ấm hơn luôn, ít giọng hơn cả những dòng xe đời mới hiện tại vậy. Bởi vì nói sao mà anh em mà chuộng lại, anh em lại yêu thích nó cũng phải thôi. Cái dòng này nói chung là đồ hầu như là nhập nhiều. Cắt đi. Xe này chạy 42.000 anh em ha. Năm triệu anh em ha, cũng xứng đáng để chơi thôi, chơi mấy cái này chứ dòng này chứ chơi không có lỗ. Chứ giờ anh em vô gáp xe mới lỗ, gáp xe mới thôi là đây mua mấy cái xe này
nói xe giờ á, lúc mà đi mua mới không có ông nào mà nói bán hết trơn. Thật ra là ông nào là tôi mua rồi xong tôi chạy thời gian nó bán, nếu lúc có ý định đi gấp mới. Nhưng mà nói mà bây giờ xe bây giờ chạy thời gian chán hết à, chán hết à. Ở đây em bán xe em biết thời gian cũng chán rồi, nhờ mấy ông nào mà giờ dày lắm mà được 2 năm, còn thôi ông thì chưa được 5 là đã chán rồi, chán hết trơn. Bởi vì có gì đó qua mua xe cũ xài mới mốt này đổi trả đỡ lỗ. Mua cái này dụ như cái này ở đây em bán 33 năm đi, 33 năm mà xe đi cũng mấy ngàn chứ nhiêu, mấy ngàn cây à, rồi anh em xài thời gian 7 ngàn à, đổi lại đó, lỗ 5-7 triệu đó, 5-3 triệu tùy đó, nó đỡ hơn xe mới mấy triệu, 20 triệu lỗ dữ lắm. Tiền bạc khó kiếm nè, tiết kiệm được như nào khoảng nào đó thì nó đỡ khoảng đó. Còn đối với em đam mê dòng này là bất duyệt, không thể cản được, kể cả em luôn. Con trai 2010 này mà cầm mà nó mà xong rồi đi ra mà phượt cái đường trường rồi mới hiểu ha, hiểu cảm giác nó đi sướng như thế nào rồi mới hiểu là tại sao anh em mê nữa. Khối vậy nè, không có khối vậy nè. Nếu mà xe mà lỏng bạc anh em nẹt vậy là khối vắng phun. Tại do trong nhà có em nhỏ phép không có nẹt mạnh, chứ ngoài kia là phép quốc phát cho anh em nghe. Nhưng mà phép bao yên tâm, cái dòng xe này nó hay bị khối lắm á, dệt một càng lóc bạc rồi đó. Rồi ok, 45 triệu ha cho một con Exciter 2010 mẫu đời đầu nguyên thoại ha, mà thị trường được rất là nhiều anh em trưng dụng đó. Anh em nào quan tâm thì sản phẩm thì điện cho Sang hoặc Trường, số điện thoại đây ha và số tài khoản phép ở dưới luôn. Tránh chuyển nhầm chuyển lộn gì đó anh em cứ cứ xem đây. Rồi anh em xem nhớ đăng ký kênh Phép Xe Máy để tìm những xe mình yêu thích, cũng như cập nhật những xe về hàng ngày hàng giờ như anh em ha. Xin chào.